Nam Mô A Di Đà Phật trân trọng kính chào tất cả quý vị đến với chương trình 5 phút Phật Pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một lá thơ của một sư cô gửi đến cho chương trình để nói về chương trình của chúng ta. Bạn Hiền, bạn có biết tôi hay lang thang vào các trang nhà Phật giáo để đọc, để ghi lại những gì hay hay, phòng khi cần gặp trạng huống nào tương tự thì lấy đó như những lời an ủi chia sẻ. Ấy vậy mà trên suốt quãng đường lang thang, tôi đã không hề biết có một nơi đầy hương thơm trái ngọt. Đó là trang nhà hoavoưu.com. Lạc vào đó rồi, tôi không còn muốn ra, chứ không phải là không biết lối ra. Ở đó, tha hồ mà chọn lựa, từ pháp môn cho tới chư vị giảng sư, từ đơn giản tới thâm sâu, từ ngắn tới dài. Tôi phải chia sẻ với các bạn ngay về nét độc đáo ngắn dài này. Đó là chương trình 5 phút Phật Pháp do Thầy Hạnh Tuệ phụ trách. Chương trình này tôi biết chắc chắn sẽ phù hợp với bạn, bởi chúng ta quen nhau đã lâu nên tôi biết tuy bạn ham học nhưng cũng khá lười như tôi. Tuy chúng ta vẫn cần nghe và học chi tiết những môn học, những bài kinh uyên áo giúp khai mở trí tuệ, nhưng nếu song song mà có chương trình chỉ 5 phút mà được khai mở một vấn đề thì thật là hạnh phúc quá. Mà chương trình này mỗi ngày đều có đó nghe. Khi tôi ngồi gõ những dòng này cho bạn thì chương trình đã tới số 15, nghĩa là đã có 15 vấn đề được thầy khai mở, mỗi vấn đề lại có một câu chuyện ngắn rất lý thú để yểm trợ cho sự tháo gỡ vừa được khai triển. Yến sau 5 phút có thể giúp hành giả thở và bước đi những bước chánh niệm tới 50 phút, 5 giờ, 5 ngày hay 5 tháng v.v. Tùy môi trường, tùy vấn đề và tùy ở căn cơ quán chiếu của hành giả, nghĩa là phù hợp với hầu hết mọi người. Bạn vào xem thử đi, chỉ cần nhìn tựa những tiêu đề thì người học Phật cũng có thể mơ hồ mường tượng bài này sẽ nói về cái gì. Nhưng sau 5 phút được thầy khai triển thì cái đó dường như khó quên lắm bạn ơi. Tôi đơn cử bài số 4, tiêu đề là Sống không áy náy. Thầy trả lời điện thư của một người Phật tử với tâm trạng áy náy là đời sống gia đình bận rộn, không thường đến chùa được, chỉ ở nhà tụng kinh niệm Phật những khi có thì giờ mà thôi. Thầy kể câu chuyện hai đứa bé, bé gái có nhiều kẹo và bé trai có nhiều hòn sỏi đẹp. Một hôm bé trai đề nghị đổi vài viên sỏi lấy vài viên kẹo, bé gái thì nói, đổi thì đổi hết chứ không đổi vài viên. Chúng đồng ý và trao đổi, đêm đó bé gái ôm túi sỏi ngủ ngon lành, bé trai ôm túi kẹo mà trằn trọc không ngủ được vì trước khi trao túi sỏi cho bạn, bé trai đã chọn một số sỏi đẹp và giữ lại cho mình. Bé không ngủ được vì nghi ngờ, không biết bạn mình có làm như mình không? Là cũng giữ lại những viên kẹo ngon, chỉ đưa cho mình những viên kẹo không ngon. Thầy kết luận, làm gì ta cũng làm hết lòng thì không có gì phải áy náy. Như hai câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng, thứ nhất là tu ở chùa, thứ nhì tu ở bốn mùa lang thang. Dù bạn đang lang thang quét nhà, rửa chén mà tâm chân thành niệm Phật thì tiếng niệm Phật đó cũng được chiêu cảm như đang niệm Phật cùng đại chúng trong một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh vậy. Tôi chắc sau khi được nghe thầy giải tỏa, vị Phật tử kia sẽ không còn áy náy nữa mà sẽ vô cùng hoan hỷ với những bận rộn đời thường khi tâm luôn hướng về chư Phật. Những vị đồng tâm trạng vào xem chương trình cũng được hưởng như thế. Tôi để bạn tự khám phá nhé. Tôi tin bạn biết cách mở trái tim mình để nhận những hoa thơm trái ngọt. Búp sen Huệ Trân. Kính thưa tất cả đại chúng, đây là một lá thơ viết gửi cho tất cả quý vị đang xem chương trình này. Và quý vị biết không, sư cô Huệ Trân gần 10 năm nay đã thường xuyên đọc và viết cũng như sưu tầm những câu chuyện. Và cô thấy được rằng những câu chuyện mà cô sưu tập rất là phù hợp với lại chương trình này, cho nên cô đã đưa hết tất cả những tư liệu quý đó cho chúng tôi để làm tài liệu mà cống hiến đến cho quý vị. Nhân đây chúng tôi cũng xin cảm ơn sư cô thật nhiều. Và thưa đại chúng, nếu như quý vị có những câu chuyện nào hay muốn cống hiến đến tất cả mọi người thì quý vị có thể email cho chúng tôi ở cuối chương trình để chúng tôi có thể kể cho tất cả quý vị xem chương trình này. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ những video clip của chương trình 5 phút Phật Pháp.
Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.